Chúng tôi đến từ công ty công nghệ Du Hưng, là một công ty chuyên về phân phối, cung ứng các giải pháp công nghệ thông tin và viễn thông, và đặc biệt là giải pháp hội nghị truyền hình đến với thị trường Việt Nam. Thì trọng điểm của chúng tôi đang và phân phối các nhãn hiệu trong cái ngành công nghệ thông tin và viễn thông rất lớn, như là thương hiệu Logitech, Zoom là một ứng dụng trong nền tảng hội họp trực tuyến mà trong năm 2021 rất là phổ biến trên thị trường, và chúng tôi đã cung cấp hầu hết các cái ban ngành liên quan tới giáo dục, y tế, các sở ban ngành cũng đang sử dụng Zoom. Và cái phần cứng đi kèm với ứng dụng Zoom năm nay Du Hưng mang đến hội chợ của chúng ta là bộ sản phẩm Logitech, là một cái ứng dụng về phần cứng tập trung vào cái phân khúc về sản phẩm hội nghị truyền hình. Đến với triển lãm ICT 2022 năm nay, Du Hưng Group mang đến thị trường hai dòng sản phẩm chính, đó là thiết bị hội nghị truyền hình của thương hiệu Logitech và ứng dụng phần mềm họp trực tuyến thương hiệu Zoom.us. Nói về các tính năng của thương hiệu sản phẩm hội họp của Logitech thì chúng tôi Logitech đã cho ra đời các dòng sản phẩm dùng chuyên cho hội họp trực tuyến với các cái phân khúc, với các cái nhu cầu khác nhau của doanh nghiệp. Ví dụ như là các cái sản phẩm hội họp của Logitech cung ứng cho những phòng họp từ 3, một nhóm họp từ 3-5 người, từ 7-10 người, từ 10-15 người, hoặc là trên hơn hết là các cái phòng họp rất lớn với các cái phòng hội thảo chuyên đề 30-50 người. Thì tất cả những dòng sản phẩm của Logitech được mang tới hội chợ năm nay là cung cấp đầy đủ các cái ứng dụng và nhu cầu đó của khách hàng. Và một cái ứng dụng không thể thiếu khi mà đi kèm với Logitech đó là ứng dụng phần mềm hội họp trực tuyến của Zoom. Thì đối với Zoom thì trên thị trường, độ phủ của Zoom trên thị trường hiện tại nó đã rất lớn, nói chung là đã là top 1 của ứng dụng về hội họp trực tuyến của thị trường thế giới cũng như là Việt Nam trong năm 2021. Thì nói về Zoom thì các doanh nghiệp sau khi bị ảnh hưởng Covid rất nặng nề, thì sau khi mà quay lại với một cái phòng họp truyền thống thì các doanh nghiệp cũng đang bắt đầu và triển khai các cái việc mà setup các cái phòng hội họp của mình. Thì Zoom là một lựa chọn cần thiết cho các doanh nghiệp trong cái mùa giai đoạn hậu Covid này. Bước đến ICT 2022 năm nay, mục tiêu của chúng tôi muốn đưa đến cho các người dùng, các đối tác và các doanh nghiệp cung ứng, các SI của thị trường Việt Nam cũng như là thị trường phía Nam về cái sự mở rộng hợp tác. Và mục tiêu của chúng tôi muốn bắt tay hợp tác với nhiều đối tác, nhiều đại lý và tìm kiếm được nhiều cái nhu cầu của khách hàng đến với hội chợ năm nay. Du Hưng Group là đơn vị đã gắn bó với hội chợ của chúng ta trong vòng 5 năm qua, và đến với mỗi cái năm khác nhau thì chúng tôi có một cái sản phẩm và hệ sinh thái khác nhau để đến với hội chợ. Nhưng mà đâu đó thì chúng tôi vẫn gặt hái rất nhiều thành công, được kết nối với nhiều đối tác ở các thị trường tỉnh về Sài Gòn, về Hồ Chí Minh để tham gia hội chợ, cũng như là kết nối được với rất nhiều cái khách hàng đang có nhu cầu và có cái nhu cầu tiềm năng thật sự. Và chúng tôi cảm thấy hội chợ triển lãm ICT là một cái nơi để kết nối và nơi để chia sẻ các cái giải pháp tốt nhất đối với các cái hội chợ khác trên thị trường Việt Nam.